Chào tất cả anh em, mình là Táo Bộ Độ. Hơn một tháng vừa qua mình không ra một cái video tổng hợp nào. Thì lý do chắc là anh em cũng biết. Cái thứ nhất là xe mới về thì mình bán ngay. Cái thứ hai là không có quá nhiều xe để lên sóng phục vụ anh em. Về mình đăng lẻ thôi em ạ. Thì hôm nay có rất nhiều xe về shop rồi thì mình sẽ quay một clip bán xe tổng hợp phục vụ anh em nhé. Đầu tiên là Linza 650 này, em quay gần vào đây một chút. Linza 650 2022. Cái con này mình sale mấy lần rồi và giá bây giờ là giá cuối cùng 122 triệu cho anh em nhé. Giá quá tốt luôn. CBR 650R 2020. Rất là nhiều đồ chơi, cặp lốp này, chống đổ trợ sáng bảo vệ lốc máy này, bô SC phun cổ này. Con này thì là 166 triệu anh em nhé. Ở đâu có 6.000 km thôi mà một con xe siêu lướt luôn. Tiếp theo là Z1000 bản R. Thì rất nhiều anh em có comment ở cái clip cách đây tầm độ trong một tuần mình đang bán cái con Z1000 bản R biển 0134 này, thì anh em bảo đó, con này hơn 15 giờ rồi ông không bán được. Thì không phải, nếu anh em theo dõi mình thường xuyên anh em biết là cái con này thì mình không đang bán nữa, tại vì mình để mình đi. Thời gian này thì mình đang có việc nên mình cần bán luôn. Cái con này thì là 388 triệu nhá. Bản R 2021 thì giá thị trường vẫn là 300 mấy chục triệu anh em ạ, không hề rẻ một tí nào anh em nhé. Cái con này thì chỉ chênh so với thị trường một chút thôi vì biển nó quá VIP. Chủ trước phải bỏ ra cả 100 triệu để mua cái biển này cơ anh em ạ. Anh em về đi thoải mái luôn, biển này để cả đời luôn anh em nhé. Tiếp theo nữa là Z900 2023 Euro 1700 km. Con này không khác gì mới đập hộp cả, chưa ra biển. Đồ độ như kiểu bát biển số này, bô móc các thứ thì nó cũng cơ bản rồi, bảo vệ cái nước. Thì cái con này hiện tại sau mình đang bán với cái giá là 209 triệu, lúc mới về mình giao là 216 nhé. Sale luôn còn 209, lý do thì chắc là em cũng biết vì mình đang có rất nhiều Z900, mình mới xả bớt đi. Tiếp theo là Z900 2018 siêu siêu keng anh em ạ. Bây giờ kiếm đâu một con Z900 2018 mà keng này thì thực sự là hiếm. Cổ Titanium full cổ này, cặp lốp Michelin Rod 5 này, chống đổ này, đồ chơi cơ bản này, đầy đủ hết rồi. Kính gió các thứ. Con này hiện tại sau mình đang bán giá là 166 triệu anh em nhé. Mời em ra ngoài thẩm xe. Ở ngoài này thì đã full xe rồi anh em ạ. Đầu tiên là CB650 2020 full đồ độ, đồ độ rất là nhiều, hàng hiệu cũng nhiều luôn này, chợ sáng tun đô này 7 củ này, lốp S2 hàng hiệu luôn em nhé, đồ độ cực kỳ nhiều, 166 triệu. CBR 650R đăng ký lần đầu năm 2021 163 triệu. Z800 2016 Candy, nhưng mà con này đã sơn đen nhám cả xe, nhựa hơi xấu. Con này trước mình bán là 109 triệu, về sale cho em là còn 175 nhá. 2016 anh em ạ. CB300R 2021 đồ độ cũng cực nhiều luôn là 82 triệu. Z300R cái con này thì mình đã nhận cọc của em ra rồi, chuẩn bị giao rồi. Z900 mới về này, cái con này tí nữa mình sẽ quay lại full video cho anh em. Cái con này hiện tại sau mình đang bán giá là 139 triệu nhá. Đồ độ cũng cực kỳ nhiều luôn, gần như là full đồ độ luôn rồi. Z400 2022 Euro hơn 2.000 km biển VIP này. Con này thì sau mình đang bán với giá là 90 triệu nhá. GBX Mark 2021 Euro 6.000 km siêu lướt luôn anh em ạ. Cái con này hiện tại sau mình đang bán giá là 49 triệu cho anh em luôn. Trước là giao 55 triệu, xả có 49 triệu. Linza 400 2020 biển thủ đô. Cái con này hiện tại sau mình đang bán giá là 89 triệu. G3 2020 2021 con này thì cũng full đồ độ luôn, 79 triệu. MT03 vừa về này. Cái con này hiện tại sau mình đang bán giá là 57 triệu, cũng full đồ độ luôn. Cổ Titan, bô, các kiểu của đà điểu, không thiếu một cái gì cả. Tay quân hơi thắng. Hai con JBL độ anh nhá, JBL dạo này rất là hot. Con này thì sau mình đang bán giá là 95 triệu này. Con này thì là sau mình đang bán giá là 96 triệu này. Con này thì khác nhau ở cái yên độ, con này là yên zin nhá. Đó, anh em thích độ yên thì bên mình cũng có luôn. Hai con anh em kết thì móc mình nhá. CBR 150R 2022 Euro là 8.000 km. Con này không nhớ, 86.000 tại vì dạo này xe về nhiều quá không nhớ được. Nhưng mà con này có xe lướt em nhá, đồ độ rất là nhiều. Ở hiện tại trong mình đang bán giá là 48.800. Giờ mà 53/2019. Con này thì để cho em giá là 37.500. Z400 2022 Euro là 6.000 km. Con này hiện tại trong mình đang bán với giá cho em là 89 triệu. Giờ mà 53/2019. 38.800. XSR 2021 độ rất là đẹp anh em ạ, 63 triệu nhá. CBR 500R 99 triệu, giá phải quá rẻ luôn em ạ. Đồ độ các thứ rất là nhiều, chợ sáng tu này, bô các thứ này, đầy đủ hết, xe siêu keng luôn. Z300 con này đồ độ rất là nhiều, 58 triệu 800 này. GBX Gentleman, tiếng Anh mình hơi ngu thì anh em thông cảm nhá. Hai đi hai bên này, bô độ này, cặp lốp Michelin này, 33 triệu nhá. Giờ 15 V4 2023 Euro 6.000 km. Con này hiện tại sau mình đang bán với cái giá cũng rất hợp lý cho anh em luôn, 56 triệu.
giờ 3 2018 độ chân to, vành to, lốp to, các thứ bô đầy đủ hết. Con này thì đang sale khoảng 59 triệu. Xe để quán nó hơi bụi, em không cảm nhận nhỉ? Bụi mù mịt luôn. Tiếp theo là giờ 15 V3, ba con giờ 15 V3 xám này thì nó có giá từ 30. Tiếp theo là có ba em giờ 15 V3 xanh xám giá hơn 40 triệu nhá. Anh em nào chốt con nào thì cứ inbox mình sẽ gửi full ảnh em xem nó dễ hơn. Tại vì ba con nó giống nhau quá. Tiếp theo là CBR150R độ hai quả bi cầu cực kỳ đẹp này. Con này hiện tại xong mình đang bán giá là 49 triệu 500 nhá. Tiếp tục một em CBR150R nữa, CBR quá nhiều luôn. Cái con này hiện tại xong mình đang bán giá là 48 triệu 800. TX 2019. Con này thì để cho anh em với cái giá là 35 triệu nhá. Giờ 153 2021 bản 2020. Con này thì đồ độ cũng quá nhiều luôn. Để cho em với cái giá là 42 triệu 800. CBR150R mới này, mới còn 3 con nha anh em nhá. Mới còn 3 con, trước là chào anh em với cái giá là 65 triệu. Bây giờ để cho em là cái giá là 59 triệu 500 nhá. Xả 3 con luôn, xe mới cứng đập hộp nha em nhá. Mới cứng luôn. Giờ 15 V3 2019 full đồ độ 38 triệu. Anh em về bô zin để cho anh em là 36 triệu 500 và cái bô độ này tương đối giá trị. Z300 full đồ chơi hai quả bi cầu này. Heo trước và đem bô đĩa to này, chống đổ này, cặp lốp 19W5 này. Tay thắng Brembo, tay côn Arcosato, rất nhiều đồ chơi. Con này thì 65 triệu. CBR150R đen nhám. Con kia thì để cho anh em với cái giá là 51 triệu nhá. Đồ độ rất là nhiều luôn. CBR150R, cái con này là cũ em nhá. Con này là cũ này. Thì để cho em với cái giá là 47 triệu 500 thôi. Đó. Đồ độ cũng tương đối là nhiều. Còn một con mới nữa, không biết để đâu. Nhiều xe quá, lẫn lộn hết rồi. Exciter 150 độ full đồ chơi, phuộc trước upside down này, vành này, hai đĩa hai bên này, lốp to này, bô này, tay côn tay thắng đầy đủ hết anh em nhé. 29 triệu 500 cho một con full đồ chơi này. Exciter 155 2023 khóa smart key heo 2 bit bản full. Con này thì chỉ kém cái bản mới nhất là 2024 rồi, không quá bé thôi anh em nhé. Con này hiện tại xong mình đang bán giá là 35 triệu này. Clip này mình sẽ xả hết Exciter 150 tại quán mình cho em nhé. Giá lợn chết luôn. Con này hiện tại xong mình đang bán giá là 19 triệu 500 biển thủ đô 2016. Xe rất là mộc. Mình sẽ xả cho em với cái giá là 17 triệu 500. Xe 2020 25 triệu 500 xả cho em với cái giá là 24 triệu 500. 2018 nhé. 2018 độ đầu 2019 2020. Con này trước mình bán 23 triệu thôi. Xả cho anh em với cái giá là 19 triệu 500. 2017 đồ độ cũng tương đối là nhiều nhá. Xả cho em về cái giá là cũng 19 triệu 500 luôn. 2015 đồ độ cũng rất là nhiều luôn, phục upside down này. Dàn áo thì nó hơi xấu, nói chung là tầm 2015 giờ anh em muốn dàn áo đẹp thì chủ yếu là phải đi sơn lại hoặc là phải dán bộ tem. Đồ độ rất là nhiều anh em nhìn này, đồ độ kinh khủng luôn. Heo hiếc các thứ này, lốc máy các thứ vành đầy đủ hết. Con này thì xả cho em về cái giá là 17 triệu 800 nhá.